anh em đang tập trung sửa đường nhá anh em nhá. Đây. quên cho cậu đấy nhá. Cái đầu không thì không thể lên nổi nha anh em nhá. Này rất là khéo léo luôn. Bốc đầu luôn. Gần quá đây. Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đi cùng anh em bắt lúa, đi chợ lúa là đến đây là đường mắt lầy đây này, đường xấu quá đi. Đường xấu quá không đi được. Sửa tay phải sửa đường nha. Anh năng quốc đây là anh Tài nha, anh tài xế nha. Đây này. Sửa đường rất khó anh em. Anh em nhớ like cho mình nha. Anh em cùng nhau xem nha. Xem ơi. Không lái xe là bỏ dép hết đấy. Lái xe không phải sướng nha anh em nha. Có lúc thì bỏ dép mang lên tay luôn. Chỉ còn quần áo quần chưa thôi. Quần thì có khi phải trẻ con thì cũng phải tháo hết rồi, nhưng mà người già thì quần ra thì để đấy. Đẹp trai đi nữa. Người già thì biết xấu hổ thì không tháo quần nữa. Nhưng mà trẻ con thì cũng không tháo quần hết rồi. Anh em xem nha. Xe rất khủng luôn. Lên không được nhá, phải lùi một chút nhá anh em nhá. Cái bàn tàu cầm liếng đây. Nó bắt cầm liếng là gì cả. Anh em đang tập trung sửa đường nhá anh em nhá. Đây. Đường này xấu rồi còn trơn nữa. Bán cũng được chứ anh em ơi. Anh em cùng xem có lên không nhá. Trơn quá. quên cho cậu đẩy nhá. Cái đầu không thì không thể lên nổi nha anh em nhá. Không nhớ cậu đẩy rồi. Không phải xuống đi cày cầu nha. Bây giờ xuống bụng đó là không lên xuống đẩy nữa, quen rồi. Làm ông với bà quá, ông đau đầu lắm, ông không nhớ cậu đẩy rồi. Xem bây giờ xem cùng vô xem nhá, chú bộ đội có đi xe yeah. Xe cày có lên nhiều không nữa, hay là lấy chèo có hồi đấy chứ nữa. Đúng
rất cao luôn. Xe này sạch ra nhá. Xe này sẽ đẹp có kèo, đời lỗ đang vàng luôn. Anh em xem đừng quên đăng ký cho mình nhá. Like cho mình nhá. Like chuông cho mình nhá. Xe này rất khủng luôn. Không thế này. Không thế này. Không được chứ nào. Bắt đầu rồi. Gần quá đây. Chỗ này có cái chỗ ổ gà này này. Ổ gà nữa. Dây vào cái chỗ ổ gà này rất khó. Cái này ổ đất nhá, cái này ổ gà nhá. Trời, chúng ta chụp tổng cho hay đi.